Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với phần 2 của Campus Tour RMIT. Trong phần 2 ngày hôm nay thì chúng ta sẽ khám phá Brunswick Campus, là một campus khác ngoài City Campus mà thường dành cho những bạn học những cái ngành liên quan đến kiểu Fashion, Design và Architecture. Trong phần 2 ngày hôm nay thì chúng ta còn có sự đồng hành của những người bạn cực kỳ đặc biệt của mình. Và ok, cùng bắt đầu thôi. Bình thường ở trên City Campus thì chúng mình có thể đi vào các building của RMIT rất tự do và không cần thẻ. Nhưng theo lời của Lavanya thì dưới này cần thẻ nha. Đây là building của Lavanya, hay học nha. Mặc dù mình vừa giới thiệu là đây là cái building của bạn ấy hay học, thế nhưng mà đến lúc vào trong building thì bạn ấy lại bảo là không, thực ra building bạn ấy hay học là building bên cạnh cơ. Anyways, khi mà mình vào đây thì mình thấy là các building ở đây nó cũng khá là khác cái thiết kế ở trên city. Đây thì chắc là một cái khu rất là nhỏ thôi của các bạn mà học architect, học thiết kế mọi người. Mình thấy có khá là nhiều cái máy móc hay ho, và có cả những cái gọi là gì ta, những cái dụng cụ nữa. Đương nhiên bởi vì mình không học kiến trúc nên là mình cũng không biết nói cho mọi người là nó là những cái dụng cụ gì. Nhưng mà như mọi người có thể thấy trên video thì nó có rất là nhiều. Và thực ra lúc quay lên video thì trông nó cũng không đặc biệt lắm ý. Nhưng lúc mà mình ở đấy thì mình cảm thấy nó kiểu siêu hay luôn. Đây là sản phẩm của in 3D nha mọi người. Bạn mình vừa mới giới thiệu cho mình luôn. Cái này thì mình vừa mới học hôm qua xong, xong hôm nay mình thấy luôn. Ok, bạn mình vừa bảo là bình thường thì cái campus này nó sẽ đóng cửa lúc 5 giờ chiều. Nhưng mà vì hôm nay là... Because today is Friday? No, Thursday. Thursday. Yeah, yeah. Thursday. Vì hôm nay là... It closes at 5:30. Vì hôm nay là thứ 5 và không biết vì một lý do gì đó nên là campus sẽ mở cửa đến 9 giờ tối. Riêng ở campus này thôi, còn campus ở trên city thì nó mở kiểu 24 giờ, mọi người chỉ có thể là mọi người vào được ấy. Building by 16, by the locker. Okay, we don't need to see the locker. Thì Lavanya bảo là đây mới là building của Lavanya nha, tại vì bạn ấy học fashion ấy. Thời đầu tiên mọi người bước vào, mọi người đã nhìn thấy rất là nhiều mannequin ở đây rồi, tại vì là ở đây các bạn ấy học fashion ấy, nên là các bạn sẽ phải thiết kế quần áo thật. Ở trong kia đang có rất là nhiều sewing machine, là cái máy. Ở đây thì mọi người đang làm việc nè. Mọi người làm việc ở đây nha. Oh my god, this is so cool. Trời ơi, các bạn đang may. Các bạn đang may và thiết kế này. Oh my god, your class is so cool, like. Với những bạn học fashion thì đương nhiên rồi, mình thấy là chủ yếu các bạn ấy thường ở trong cái phòng mà có rất là nhiều máy may, máy khâu các thứ đó để các bạn ấy thiết kế kiểu quần áo thật ý. Và Lavanya còn giới thiệu với mình là đây là một cái phòng mà có các anh technician để nếu mà những cái máy mà nó có vấn đề thì chúng ta có thể gọi các anh đấy cứu. Chúng mình bắt gặp một bạn đang là áo nè. What is that? Free fabrics, you can just take it. Oh. Yeah, because like for projects, this is a red RMIT t-shirt. You can just take it, like, souvenir, no one souvenir. Cares. Okay. Yeah, đây là một cái như kiểu là t-shirt donation. Mọi người có thể lấy các cái thiết kế ở đây. Thực ra không phải thiết kế mà những cái kiểu như là quần áo bỏ đi. Ừ, đấy, đấy. À. Ừ. Lavanya là nó như kiểu ở traffic light, nếu mà cái máy nào mà nó ghi là đỏ thì mọi người không được dùng. Nếu mà cam thì mọi người phải inform technician, và màu xanh thì mọi người sẽ được dùng nha. Ồ, mọi người ở đây là... Is this trees? Yeah, they...
planting. Và có một điều rất thú vị ở cái campus này đó là sinh viên trồng cây mọi người ơi. Mình cũng không nhớ là hôm đấy Lavanya bảo mình là vì lý do gì đó mình cũng quên mất rồi đấy. Nhưng mà những cái cây này là do các bạn sinh viên tự trồng nha, tự trồng tự chăm nha. Chúng mình sẽ đi cafeteria nha. Ồ, đây cũng có rất là nhiều các cái kiểu máy tính các thứ để cho chúng mình ngồi nè. This is cafeteria. Ờ, đây là cái nhiều căng tin ấy. Nhưng mà họ đóng cửa ấy, they closed. Yeah. Nói chung là nó cũng giống một chiếc city ấy mọi người. Nó cũng vậy à. Nhưng mà cảm giác nó bé hơn. Vì campus này bé hơn nên là những cái chỗ để ngồi học và ăn nó cũng ít hơn. Nhưng mà vẫn có nha. Ồ, chỗ này cũng là một chỗ để học. Kiểu study area. Ủa, có cả rèm ấy. Oh my god. Look at them. Look at them. Tôi xin lỗi mọi người khi trong campus tour tự nhiên lại có một cái cảnh khó hiểu như này. Ok, bây giờ chúng mình sẽ đi lên tầng 2, lên library nha. Next week, I will come now. Ok, bây giờ mình vào thư viện. Đúng là khi mà đi một cái thư viện nhỏ hơn thì mới thấy là thư viện chỗ mình nó to mọi người ạ. Còn cái lúc mà mình ở trường mình ý thì mình thấy thư viện trường mình bé xíu à. Tại vì mình đi các cái của Unimel với Monash nó to lắm. Cho ai chưa biết thì đây là cái máy mà chúng mình dùng để mượn sách nha. Và chắc là mọi người cũng nghĩ là thư viện ở đâu cũng như nhau. Thì vâng, nó cũng như nhau thật. Nhưng mà chắc chắn là ở thư viện này thì nó sẽ có nhiều sách hơn về những cái ngành như kiểu là fashion nè, thiết kế nè, kiến trúc nè. Và thiết kế của thư viện trông nó cũng rất là kiểu kiểu đấy nữa ấy. Ở đây thì có khá là nhiều khuôn viên hơn để mà compare với cả City Campus. Nhưng mà yeah, nó bé. Tại vì là cái campus này chỉ dành cho một số ngành như kiểu fashion hoặc là design hoặc là architecture ấy. Thế nên là gọi gì xin lỗi, mình sử dụng tiếng Việt. Ý mình là những ngành kiểu thiết kế thời trang hoặc là thiết kế architecture thì kỹ sư kiểu thế thì học ở campus này thôi, còn đâu thì mọi người vẫn học ở City Campus. Và có một cái campus khác tên là Bondora Campus, nhưng mà mình không đi cái đấy tại vì là mình không có bạn nào ở đấy để dẫn đi cả. Mình có thể lấy cái này nhá, cái này là kiểu để cho các cái bạn lấy đi học, có nghĩa là muốn lấy bao nhiêu cũng được. Ok, this is funny. This look like, yeah. Mình nghĩ là cái điều mà mình thích nhất của các bạn mà học cái ngành này đó là các bạn ấy có thể đến trường vào bất cứ ngày nào và ở trong cùng một căn phòng và làm những cái thiết kế khác nhau nhưng mà làm cùng với nhau ấy. Ý là kiểu tất cả mọi người đều ở trong phòng đó và cố gắng đều hoàn thành assignment của mình, nhưng mà assignment thì là riêng ấy. Nhưng mà kiểu như giống như kiểu mình học ở thư viện ấy, kiểu nó có động lực ấy. Nghĩ ý mình là mình thích cái vibe khi mà mọi người đều phải làm việc kiểu hoạt động ấy, chứ không phải là ngồi như kiểu bọn mình ngồi trong thư viện xong rồi mỗi người một cái máy tính và nó rất là kiểu bị động, mình không hoạt động ấy. Ồ, và một điều bất ngờ đấy là các bạn học fashion thì cũng vẫn có lecture room để học lecture như bình thường nha. Đây nè, kiểu trông nó rất là hay, mọi người cùng nhau thiết kế, cùng nhau làm bài, trời ơi. Ê, cái này buồn cười nha. Đây kiểu siêu buồn cười. Oh my god. Please, YouTube please don't ban my video. Ở đó là khu của các bạn học fashion, còn bây giờ thì Lavanya sẽ dẫn chúng ta đi đến khu của các bạn học design. Mình nghĩ là thế. What is this thing? I don't know, like why are they here? This seems like packaging of something, but I don't know. This is so fun. Oh. What are these stickers? Are they? I think that's the only one. I think this is someone work. Chúng mình không biết đây là cái gì nữa, nhưng mà trông nó hay ghê. Oh, đây là cái kem. This is the ice cream brand. Tại vì đây là tòa design nên là rất là hay có những cái kiểu pick design như này. Trông hay. Ghost. No, that's not more enormity. Oh, campus này lúc mà lên đèn siêu đẹp luôn này. Mình nghĩ là video đến đây thì cũng phải kết thúc thôi, và
rất là cảm ơn mọi người đã xem video. Và mình nghĩ là mình sẽ cố gắng làm một cái series những cái trường đại học ở Úc, ví dụ như kiểu là UNIMEL, La Trobe or Swinburne. Nên là nếu mà mọi người thích xem campus tour của một cái đại học nào khác thì mọi người comment ở dưới cho mình biết nhé. Và yeah, cảm ơn mọi người đã xem và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Bye! La Trobe nha. Rồi, ok, bye bye. Sorry. But even if I'm not that good.